Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Và một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi vào vấn đề của cháu Hồ Văn Cường, một lần nữa Cali Sài Gòn xin muốn nhấn mạnh với lại các bạn là dịch bệnh ở Việt Nam cũng đang hoành hành dữ lắm đó nha. Các bạn nên cẩn thận nhiều, nhất là đừng có chủ quan, không nên tập trung đông người và luôn luôn lúc nào cũng đeo khẩu trang để giữ gìn sức khỏe cho mình và lẫn cả người thân các bạn nha. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Quay lại cháu Hồ Văn Cường, những ngày nay thì chúng ta thấy có nhiều tin tức như là cháu có show diễn mới, có hợp đồng mới, rồi những YouTube cũng chúc mừng cho cháu, rồi bên những người không thích cháu cũng có những câu chuyện đơm đặt lên cho nó có vẻ kịch tính. Nhưng mà một số khán giả thì cứ comment vào trong của Cali Sài Gòn và nói là ủa sao có tin tức này tin tức kia mà thấy anh Cali Sài Gòn không có đưa lên vậy. Vâng, tại vì chưa có cái gì là chính xác hết các bạn. Vâng, nếu mà Cali Sài Gòn không phải là người tôn trọng khán giả đó thì cứ đưa theo những cái tin tức đó. Nhưng mà mình không làm như vậy được. Mình phải coi đi coi lại và phải nghiên cứu với lại phải có cẩn thận lắm. Nếu mà chính xác gần 99% mình mới dám đưa lên. Tại vì khán giả là những người, người bạn đồng hành trong cái channel của Cali Sài Gòn. Nếu mà mình không tôn trọng các bạn thì các bạn sẽ không bao giờ tôn trọng mình. Cho nên mình phải đưa tin tức xác thực và chính xác nhất nếu có thể. Chứ không thể nào mới vừa thấy mà chớp nhón nó đưa lên thì mình không có làm như vậy được. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng vào cái channel của Cali Sài Gòn cũng như là Thương Nhớ Sài Gòn. Thì cũng như các bạn đã biết, gần đây thì cũng có những cái người mà hay bưu xấu cháu Hồ Văn Cường đó. Họ vẫn lấy ba chữ Hồ Văn Cường để kiếm tiền trên YouTube của họ hàng ngày. Tại vì họ không dám lấy ra ba cái chữ Hồ Văn Cường cái tích ra. Ví dụ họ lấy cái tích nào á, những người mà bên vực cho cố ca sĩ Phi Nhung ở bên ở đây, mình muốn nhấn lại một lần nữa là mình rất thương tiếc và ngưỡng mộ cố ca sĩ Phi Nhung, nhưng vẫn một mực ủng hộ cháu Hồ Văn Cường. Đó là cái goal của mình đi. Nó khác hơn một số người khác. Còn có những người thì lấy cái danh nghĩa của người nằm xuống để trù dập cháu Hồ Văn Cường và đi kiếm tiền YouTube. Chẳng hạn như họ làm bất cứ cái YouTube, cái kênh nào cũng vậy nữa, cái nói về cháu Hồ Văn Cường á, thì họ không bao giờ dám bỏ cái chữ Hồ Văn Cường ra. Tại vì bỏ chữ Hồ Văn Cường ra thì khán giả của họ cũng không coi. Đó. Thử ra lúc nào họ cũng lấy ba chữ cái tên của cháu để kiếm tiền, nhưng mà lại trùi dập cháu, không một lời thương tiếc. Chẳng hạn như là những cái câu, chẳng hạn như là khai trương tập quá ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường đi, rồi Đức Hiếu dạy bảo Hồ Văn Cường, rồi Quang Lê nhận mấy đứa con của con nuôi của Phi Nhung mới làm con, rồi khởi công xây nhà rồi đập bỏ rồi xây lại, rồi Ngọc Sơn ngừng hợp tác giúp Hồ Văn Cường, Hồ Văn Cường khóc lóc ỉ ôi xin lỗi, rồi chẳng hạn như là Hồ Văn Cường dẫn FC là fan cứng về nhà cũ xin lỗi mẹ Phi Nhung. Đó là tất cả những gì mà họ có thể làm được để mong rằng những cái fan cứng của họ, fan cuồng của họ sẽ ủng hộ họ hơn và trù dập cháu Hồ Văn Cường nhiều hơn nữa. Đó là cái gì mà họ mong muốn. Chẳng hạn như là xuất hiện trùm cuối là cô giáo Oanh dược tích lấy cái tên của em Hồ Văn Cường á. Rồi chẳng hạn như ton thật rồi, gây cấn hấp dẫn, lên tiếng mạnh mẽ, nhưng mà họ vẫn lấy ba cái chữ Hồ Văn Cường kèm vô. Chẳng hạn như Hiền, Thiện, Hồ Văn Cường đó, hoặc là Tiền Bạc, Hồ Văn Cường. Cái gì cũng phải có Hồ Văn Cường vô thì mới chịu. Chứ tại vì không có cái chữ Hồ Văn Cường thì sẽ không ai coi cái
cái video clip của họ. Thì như vậy thì các bạn thấy rõ ràng là họ vẫn đang kiếm tiền bằng cái tên của cháu Hồ Văn Cường. Nhưng mà miệng thì lại nói xấu cháu Hồ Văn Cường bằng mọi cách mọi nơi nếu mà họ có thể. Họ đặt điều ra để làm gì? Để lôi cuốn khán giả, và như chúng ta biết là để dẫn dắt câu chuyện đi nó xa hơn. Những cái kịch bản đơm đặt nó nửa vời, nửa hư vô, rồi xuyên thấu suốt qua những cái sự thật mà mấy tháng trước về ekip quản lý. Cái chuyện này gây ra thì tất cả trong chúng ta đều biết là ai là thủ phạm, là cô Trang Khang và quản lý nửa đêm đã mở cửa cho cô Trang Khang chất vấn cháu Hồ Văn Cường như vậy. Nếu cháu là một người, một đứa con không ngoan, một đứa mà nghịch ngợm á, nó sẽ đứng dậy và trả lời một mất một còn với Trang Khang và nói lên hết những cái gì mà khuất tất trong lòng của nó. Nhưng đằng này nó không, nó vẫn im lặng và ôm tất cả những nỗi oan, nỗi nhục, bất cứ cái gì mà có thể để cho mẹ Phi Nhung có tiếng thơm và không ảnh hưởng đến tiếng tâm của mẹ. Như vậy mà người lớn chúng ta lại không suy nghĩ được cái chuyện đó. À, các bạn lại nghĩ rằng là nó không nói. Không phải là cháu có miệng mà không nói, mà tại vì cháu muốn bảo vệ tiếng tâm cho mẹ nuôi mà thôi. Bây giờ mình sẽ đọc lại những cái comment của khán giả gần đây ha. Đây là những cái gì mà mình cũng thích nhất. Lạnh quá các bạn ơi, mời các bạn một ly trà giặt sáng ha. Cả ly hôm qua hôm kia là mưa tầm tã, mưa suốt đêm mà dự báo thời tiết á, là mưa nguyên từ này luôn. Nó mới ngừng được chút xíu nè, mà rất là lạnh luôn. Vâng, Kiều Xuân Nguyễn Thị, anh Cali rất tuyệt, rất thận trọng. Khi thông tin chưa chính xác thì không chia sẻ. Kênh của anh là kênh có tâm tốt, tôi rất tâm đắc những gì anh phân tích, trình bày. Đương nhiên, ai làm kênh YouTube cũng có tiền. Nhưng đồng tiền nhận được từ lời có tâm, công minh, công bằng, chứ ai kia toàn là khẩu nghiệp kinh khủng, chia rẽ không à. Muốn cho cuộc sống của Hồ Văn Cường bế tắc luôn. Ác gì mà ác dữ vậy trời. Bây giờ bệnh Covid vẫn còn tồn tại. Cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Thế thì tại sao những người trù dập nói xấu cháu Hồ Văn Cường, ăn tiền trên ba chữ Hồ Văn Cường không sợ, ngày mai này dịch bệnh Covid sẽ chết liền vì ăn ở gây nghiệp xấu, không tạo đức để cho bệnh Covid. Rồi cho biết con của họ hay gia đình của họ bị Covid, cho thấy tình cảnh tang thương rồi. Lúc đó là luật nhân quả đến hỏi tại sao nha. Vâng, mình cũng đồng tình với là Kiều Xuân Thị Nguyễn cái đoạn đầu, nhưng đoạn sau thì ai làm sao thì họ sẽ bị khẩu nghiệp lại. Như là chúng ta bốc phốt người nào riết rồi thì sẽ có một số người sẽ bốc phốt lại họ. Nhưng mà mình cũng đừng có gieo tiếng oán cho người ta. Đừng có trù ẻo người ta bạn ha. Vâng, cái này là ý kiến của riêng mình. Dĩ nhiên là ý kiến thì đa chiều. Mình chỉ nói lên những cái gì trong lòng của mình thôi. Nếu mà không đúng thì bạn cũng đừng chấp nhất mình nha. Tại vì mình thấy sao mình nói vậy thôi. Vâng, thương cháu Cường lắm. Tại vì hiền lành, chất phác. Mà những cái gì mà người ta trù dập cháu á, những người lớn á, cháu vẫn im lặng, không nói, không rành, không một cái gì chứ á. Mà những người này á, liên tục, không bao giờ bỏ qua cho cháu bằng bất cứ cái gì mà họ có thể làm được. Cháu đã im lặng rồi. Các bạn lấy tên của cháu Hồ Văn Cường, các bạn bỏ đi, bỏ cái tên Hồ Văn Cường đi. Các bạn nói gì cũng được hết. Đề thiện người phải cháu ngang Hồ Văn Cường, rồi tâm người trái Hồ Văn Cường, rồi tiền bạc ngang Hồ Văn Cường, cái gì cũng phải có Hồ Văn Cường vô đó. Các bạn thấy không, các bạn kiếm tiền từ ba chữ Hồ Văn Cường đấy. Đừng, các bạn giỏi ok thì làm một cái đề tài khác, hay là một cái đề tài nào mà chính thực nha.
trung thực nha, và chứng minh đưa ra cho bà con coi đó là sự thật thì lúc đó người ta mới nể. Và kênh của các bạn phải lên vù luôn. Thật ra mình không phải là chỉ dạy các bạn làm, mà các bạn là còn đi trước mình lâu lắm mà. Nhưng mà mình thấy nhiều khi mình đọc đi đọc lại với lại những gì các bạn đưa ra nó không có đúng sự thật. Toàn là bị đặt câu chuyện để đôm đặt. Giống như nhiều khi các bạn làm cái chủ đề nhưng mà cái thân bài, cái nội dung không phải vậy. Rồi cũng chẳng có kết luận luôn nữa. Mà chung quanh là đi vô trong lại để chửi Hồ Văn Cường thôi. Làm gì để làm gì? Kiếm tiền cũng còn có nhiều cách để kiếm lắm mà. Kiếm ít là thôi cũng được vậy, đâu cần chi phải kiếm nhiều. Mình đi làm những chuyện khác, chẳng hạn như YouTube là một trong những cái mà các bạn đam mê cũng giống như mình, thì mình lên mình đây tâm sự. Các bạn thấy không, nhiều người đi thích bóc phốt người khác á, là cuối cùng cũng họ cũng bị bóc phốt lại, và một ngày còn bị bóc phốt còn nặng hơn nữa. Điển hình như là mấy cái kênh, chẳng hạn như bây giờ các bạn thấy không, bây giờ mình thấy là như là những cái kênh mà gần đây nhất họ bóc phốt lẫn nhau đó, như là Quỳnh Như nè, rồi cái gì Thanh Tuyền Thanh Nguyền gì đó, rồi Lang Thang Đường Phố nè, rồi bị bóc phốt qua bóc phốt lại, rồi bây giờ tới hồ sơ vụ án của Thám Tử Cao á đó, họ bóc phốt. Thí dụ mà các bạn bóc phốt một người nào đó thì sẽ có một người khác bóc phốt lại bạn liền, phải không? Cho nên ở đây mình muốn nói là nếu mà các bạn cứ đem Hồ Văn Cường ra để nói, mà không phải là để xây dựng một cái hình ảnh đẹp hay là một có tiếng nói chung cho cộng đồng, để giúp đỡ cho cháu hay là giúp để cho Phi Nhung được mang thơm tiếng lây, mà các bạn cứ đem cháu ra để trù dập, các bạn nghĩ rằng cố ca sĩ Phi Nhung vui à? Làm sao có vui được chuyện này? Khi con nuôi của mình bị người ta trù dập như vậy vậy làm sao mà vui được? Mà các bạn cũng đã biết rằng Hồ Văn Cường là đứa con mà đi đâu Phi Nhung cũng vẫn đi theo, rồi ra MV nhiều nhất với Phi Nhung, và Hồ Văn Cường chính là đứa con nuôi mà cố ca sĩ Phi Nhung thương yêu nhất. Các bạn trù dập nó như vậy thì làm sao mà nói rằng mà Phi Nhung vui được không các bạn? Chắc chắn là không có chuyện đó rồi á. Vâng, bây giờ mình đọc tiếp những cái lời bình luận của khán giả ha. Bích Phương Trương: anh Kali ơi, nghe nói Cường đã xuất hiện trở lại và có hình ảnh mới cho chương trình gì sắp tới đó, không biết có chính xác không? Sao chưa thấy thông tin từ anh? Vâng, cũng như là mình đã nói ngay từ đầu video rồi, khi mà cái thông tin đó mình đã coi rồi nhưng mà nó không có chính xác. Và những hình ảnh mà chụp sau lưng hay này kia nọ, đó là hình ảnh cũ của Hồ Văn Cường, hoặc là không phải là Hồ Văn Cường, cho nên mình cũng dám nói các bạn ơi. Khi mà mình biết chính xác rồi mình mới dám nói. Cảm ơn bạn thật nhiều. Lan Quỳnh, bạn này có những cái lời cũng rất là hay, mình xin chia sẻ với lại tất cả các bạn nha. Nói về Phi Nhung, nói về Hồ Văn Cường, người mà chúng ta trân trọng nhất chính là cha mẹ của Hồ Văn Cường. Một người mẹ một người mẹ vĩ đại, mà tại bạn này biết vu đại mình không biết, một người mẹ vĩ đại, tại vì viết không giấu đó các bạn ơi, mình người Việt, chữ Việt Việt Nam mình phong phú lắm, tiếng Việt đẹp lắm. Mình xa quê lúc mười mấy tuổi thôi, chưa hết trung học luôn mà mình vẫn biết tiếng Việt, ráng cố gắng biết cho nó thuần thạo chút xíu ha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Một người mẹ vĩ đại bỏ nhà bỏ quê để đi theo đứa con nhỏ bé và yêu dấu của mình, thương nhất là chấp nhận cuộc sống khổ cực. Chỉ vì muốn ở cận kề bên con và được nhìn thấy con mỗi ngày, cha cũng vậy. Nghề giữ xe rất là vất vả, phải ngồi ngoài trời để xem và dắt xe cho khách. Dù mưa hay nắng cũng không được nghỉ ngơi. Ăn uống thì thiếu thốn, không dám hở môi, phải bỏ tiền lương ra để mua thêm ở ngoài ăn. Tại sao cha mẹ Cường có sức chịu đựng mãnh liệt được như vậy? Bởi cũng vì thương con.
họ phải chịu hy sinh tất cả thiệt thòi, trăm đắng ngàn cay trong suốt 5 năm qua, như chúng ta cũng phải biết thêm. Bởi có cha mẹ Cường thì mới có Hồ Văn Cường, và chúng ta mới có được một giọng hát truyền cảm như bây giờ. Nếu chúng ta ca ngợi ai, chúng ta nên ca ngợi hai người này trước. Quá tuyệt vời. Vì đã... Vì gì? Vì người ta gửi con, chứ ít có ai đi theo con như cha mẹ Hồ Văn Cường. Vâng, chính xác. Rất là chính xác luôn. Là thường thường con mình mười mấy tuổi rồi thì gửi con cho người chú, người bác hay là cha nuôi nào đi theo để dạy, cha nuôi, mẹ nuôi để dạy con trên con đường sự nghiệp ca hát. Chứ cái đằng này ít có ai mà đi theo con luôn, để hàng ngày chăm sóc con, được gần bên con trong 5-6 năm qua. Rất tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn. Những gì mà bạn nói là mình rất ghi nhận. Cũng nhờ có cha mẹ Cường mới có Cường. Nga Đinh ủng hộ anh đã đưa ra những điều có lý, có tình. Phi Nhung mất đi, Cường cũng buồn lắm, nhưng cháu im lặng để mẹ được siêu thoát. Đến giờ hàng triệu người trên thế giới cũng ủng hộ Cường. Cầu mong cho con sớm trở lại học tập và đứng vững trên đôi chân của con. Tỏa sáng mẹ Phi Nhung trên trời cao, phù hộ cho con, tự hào về con. Và ekip quản lý đừng nói những lời gây khẩu nghiệp nữa. Rất là hay. Đó, những lời bình luận như vậy mình với cái tính chất là xây dựng mình rất là thích. Tại vì nó không phải là trùi dập ai hoặc là nói xấu ai, tạo nghiệp, khẩu nghiệp gì hết. Và cũng nên các quản lý ekip cũ cũng không nên đưa ra những thông tin để cho những người làm YouTube mà ở đây mình cũng nói là YouTube dơ, YouTube bẩn vậy chứ nghe. Ai làm YouTube cũng là làm YouTube. Còn các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đừng đưa những tin tức không đúng sự thật để họ bôi nhọ danh dự của Phi Nhung và trùi dập cháu Hồ Văn Cường nữa. Như vậy thì không nên. Ở nơi đây thì các bạn thấy không? Khán giả người ta đưa ra những cái bình luận để mong cháu Hồ Văn Cường tỏ sáng trên con đường ca hát sự nghiệp của em, để mẹ Phi Nhung hãnh diện là đã tạo ra một đứa con nuôi như vậy, biết nghe lời. Cháu Hồ Văn Cường nó ngoan như thế, nó đâu trả lời với các bạn gì đâu. Các bạn càng chửi nó càng im lặng. Như vậy mà các bạn còn chưa vừa lòng nữa sao? Các bạn suy nghĩ lại đi ha. Những cái gì mà mình thấy ở đây á, mà các bạn mà cũng như cái giống như các bạn Nga Đinh này nói á, cháu im lặng để mẹ được siêu thoát và để cho không ai nói động tới mẹ nuôi của mình nữa, thì làm ơn các bạn đừng dùng ba chữ Hồ Văn Cường kiếm tiền bằng một cách bất chấp nữa. Tội nó lắm ha. Xuân Nguyễn, Cường ơi, đứng vững nghe con, lúc nào cũng ủng hộ con. Xin cảm ơn ông đã nói lên tiếng nói của công tâm của mình. Chúc ông vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh nha. Và cảm ơn Xuân Nguyễn. Ngọc Điệp Đặng, mong mọi chuyện sẽ mau kết thúc và Cường có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Mong con luôn được bình an và học thật giỏi nhé Cường. Đó, các bạn thấy không? Những lời lẽ người ta toàn là xây dựng và chúc may mắn cho Hồ Văn Cường cũng gia đình Hồ Văn Cường, chứ mình đâu có nghe ai mà nói động chạm đến cố ca sĩ Phi Nhung gì đâu. Còn mình lâu lâu mình vô những cái kênh của các bạn thì mình nghe các bạn nói rằng là trời ơi, bên kia chửi dục mạ cố ca sĩ Phi Nhung, làm này làm kia nọ, lên tiếng rồi có những lời lẽ rất là phản cảm này kia. Các bạn vu khống quá không à. Thì mình vô mình đọc bên cái comment của các bạn luôn nữa. Các bạn làm clip thì mình vô mình cũng đọc trong những cái comment của bên các bạn luôn. Đâu có ai chửi, đâu có ai làm cái gì, đâu có, người ta chỉ nói phân tích, chứ lại người ta không có nói giống như là các bạn đã đặt điều đó. Phải nói thật sự luôn á, đặt điều và xây dựng một câu chuyện trong sức tưởng tượng của các bạn
rồi để dẫn dắt dư luận đi theo con đường mà các bạn đã vạch ra, dầu con đường ấy kiếm tiền bất chấp và dùng nhiều thủ đoạn. Có đôi lúc mà sự mưu mô này nó không được chính xác, nó không được minh chứng của đàng hoàng cho mấy. Mình nói như vậy thì dĩ nhiên các bạn cũng không đồng ý với mình. Mình biết là các bạn cũng không đồng ý những cái gì mà mình nói ra, thì cái đó chỉ là sự thật thôi. Mình chưa bao giờ mà nói các bạn nặng nhẹ, hoặc là nói các fan mà FC cứng của cố ca sĩ Phi Nhung á nặng nhẹ một lời nào chứ nghe. Mình chỉ mong rằng chúng ta là người lớn và suy nghĩ với nhau, đừng đặt điều câu chuyện mà thôi. Nếu mà có gì sự thật và minh chứng được rõ ràng thì các bạn cứ đưa lên, cứ nói, thì để chúng ta tìm hiểu. Và tìm hiểu đây không phải là để bóc phốt với nhau, không phải đem lời qua tiếng lại rồi chửi rủa với nhau, mà đem để câu chuyện nó được giống như trong gia đình chúng ta xây dựng với nhau, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho công việc và cho đời mà thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Cali Sài Gòn chia sẻ một ít thông tin, một buổi sáng tâm sự về cháu Hồ Văn Cường trong mùa đông lạnh lẽo ở California. Xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nhớ không được chủ quan, đi đâu cũng đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người này các bạn nha. Vâng, nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại.